Hầu Minh Hạo dành ánh nhìn ngọt lịm cho Đàm Tùng Vận trên phim Trường Tiêu Dao. Hình ảnh đối diễn đầy ngọt ngào của Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo trên phim Trường Tiêu Dao vừa được nixa đã khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên. Mới đây, cảnh đối diễn của cặp đôi nam nữ chính Hầu Minh Hạo và Đàm Tùng Vận trong dự án Tiên Hiệp Tiêu Dao được lan truyền khắp các mạng xã hội. Trong những bức ảnh được nick, ánh mắt tình tứ mà mỹ nam Hầu Minh Hạo dành cho đàn chị đã khiến trái tim người hâm mộ không khỏi thổn thức. Theo những chi tiết trong bức ảnh, dễ dàng nhận ra thiết lập nhân vật nữ chính do Đàm Tùng Vận đảm nhận có tính cách hoạt bát đáng yêu. Trong trang phục cổ trang màu hồng nhã nhặn, Đàm Tùng Vận biến thành tiểu cô nương vô tư tinh nghịch, thoải mái vui cười, thể hiện sự thích thú với những món hàng bán bên đường. Đàm Tùng Vận vốn nổi tiếng với nhan sắc trẻ trung, dù đã 33 tuổi thế nhưng chỉnh gương mặt baby, hách tuổi đã giúp cô nàng dễ dàng hòa thân vào nhân vật mà không gây cảm giác dầu mỡ, như vấn đề mà nhiều nữ diễn viên lâu năm trong nghề gặp phải. Đặc biệt, điều này chính là lợi thế to lớn giúp Đàm Tùng Vận tạo phản ứng hoa hậu tuyệt vời với bạn diễn. Trong cảnh đối diễn ở Tiêu Dao, dù Hầu Minh Hạo nhỏ hơn bạn diễn 7 tuổi, thế nhưng cả hai dường như chẳng hề có khoảng cách tuổi tác. Nhiều khán giả tỏ ý vô cùng hài lòng về nhan sắc của nam nữ chính quá tương xứng. Trước đó, khi Tiêu Dao có thông tin về dàn diễn viên, nhiều khán giả đã lo ngại về Hầu Minh Hạo bởi mọi khía cạnh từ kinh nghiệm, khả năng diễn và độ nổi tiếng của mỹ nam đều không bằng đàn chị. Tuy vậy, ở lần hé lộ cảnh quay này, cộng đồng mạng đã phần nào yên tâm hơn. Đại đa số các ý kiến đánh giá cao nhan sắc phù hợp với tạo hình cổ trang của nam diễn viên. Đáng chú ý, trong phân cảnh này, ánh mắt của Hầu Minh Hạo dành cho đàn chị tình cảm quá. Dù chỉ là những tấm ảnh tĩnh thôi mà Tremichi đã ngập tràn màn hình, khiến người xem càng kỳ vọng vào sự bùng nổ của Tiêu Dao cùng cặp đối chính khi lên phim. Bộ phim Tiêu Dao được cầm trịch bởi đạo diễn Từ Kỷ Châu, người từng có tác phẩm Cuồng Phong Đại Bạo vào năm ngoái. Vì được quay từ kịch bản gốc mà không phải chuyển thể từ bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào, nên nội dung của Tiêu Dao được đánh giá đặc sắc và đáng trông chờ.